Rồi, mời hai bạn chúng ta hãy mở mặt nạ ra nha. Rồi, bây giờ mời hai bạn sẽ giới thiệu thật to rõ để cho đối phương có thể nghe được những cái thông tin của mình nha. Mời em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Nghĩa. Em đang ở Đồng Nai và em đang 28 tuổi. Nghĩa đang làm gì? Dạ, cái công việc chính của em là em đang sửa khóa. Sửa khóa? Dạ, đúng rồi. Khóa gì? Dạ, khóa nhà, khóa xe, cứ khóa két sắt. À, rồi làm cái nghề mở khóa này bao lâu rồi? Ở đâu mà tự nhiên chuyển qua cái nghề mở khóa vậy? Dạ, nói chung là đam mê. Thì nói chung là cũng có duyên. Lúc trước em cũng có con đường sửa khóa là lúc đầu là em cũng trước lúc đó em cũng làm mấy nghề kia. Nhưng mà cảm thấy là không vừa sức với hai là không hợp. Thì ba má cũng có giới thiệu cho cái công việc sửa khóa. Học 3 tháng ra nghề thì làm 1 năm đầu thì khách người ta mắng vốn, người ta chửi quá. Là về mở không được gì hết trơn. Người ta mắng vốn, ngày nào cũng có người ra mắng vốn, thế là nản. Thế là bỏ đi đi xa. Đi thực hành. Thì không, đi du lịch ở xa thì có học ông bố nuôi á, cái món nướng. Ra đó học về thì cũng có mở tiệm nhưng mà làm buôn bán. Món nướng nữa? Dạ. Buôn bán thì 2-3 ngày đầu thì rất là đông khách. Nhưng mà về cái vấn đề sau càng ngày thấy chẳng ai. Trung chuyên dữ vậy, còn hơn là thân gái dậm trường nữa. Hay quá. Thế là bán trong vòng 1 tuần lễ thì cũng tanh bành tới bẹ luôn. Rồi. Thế là đi về, thế là bóc khóa lại, mở khóa lại. Dạ không, đi làm shipper. Xong rồi ba má cũng có khuyên là thôi mày làm cái nghề gì á không có hợp đâu, quay lại cái nghề khóa đi. Em cũng bữa giờ quay lại được bao lâu rồi? Em quay lại khoảng 3 năm rồi. Giờ là chuyên nghiệp rồi đúng không? Dạ. Giờ làm cái nào là dính cái đó đúng không? Hết bị chửi rồi, hết mắng vốn rồi phải không? Dạ chui. Quê em ở đâu? Dạ em đang ở Trảng Bom, Đồng Nai luôn. À, sống với ba mẹ luôn. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu về mình nè. Em tên là Trịnh Minh Nguyệt, em sinh năm 1993, quê em ở Bình Dương. À, nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Rồi, em đang sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hài lòng, cũng biết chút xíu gì nấu ăn. Còn điểm yếu của em là hơi bị nóng tính, lại hay quên. Rồi em nghe cái hoạt động của anh này nó trung chuyên như vậy, em có cái cảm nghĩ gì không? Cái con đường mà sự nghiệp của anh nó thăng trầm. Theo em là chị nghĩ là quan trọng là người biết cố gắng, biết lo cho gia đình là được. Nhưng mà em nghĩ giờ là em yên với cái nghề sửa khóa cho em hay là còn đổi nữa? Em làm vì đam mê chị. Đam mê bây giờ là chắc cú chưa? Xác định đam mê chưa? Đam mê lắm rồi, bỏ ăn bỏ ngủ luôn á. Bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Bây giờ khách hàng của em là đối tượng nào? Ăn trộm hay là đối tượng gì? Ăn trộm em không bao giờ em làm. Sao em biết người ta là khách hàng, người ta tới người ta đưa em là làm, sao em biết đối tượng đó là đối tượng gì? Tại vì em cũng gặp nhiều rồi. Thứ nhất là đi mở khóa mà trong cái một dãy nhà trọ mà không có ai hết mà chỉ có một người đó qua cái biểu hiện nữa. Thứ hai là làm trên cục xà bông, in trên cục xà bông rồi xin gom gì đó rồi đưa ra cho mình làm chìa là mình không có làm. À, vậy em nghĩ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Là biết nấu nướng, tính cách của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu là đôi khi nóng tính, với lại lâu lâu cũng hay hút thuốc. Nhậu nhẹt gì không? Nhậu nhẹt thì cũng xả dao, lâu lâu thôi. Thôi được, nói chung là thanh niên thăng trầm như vậy là giỏi, rèn luyện ha. Sau này thành đạt, biết phân biệt kẻ tốt người xấu là được. Có muốn mở gì không? Anh đưa anh mở cho. Có trái tim em chưa mở được thôi chị. À đó, mở cửa trái tim người ta mở được hay không? Thầy mở khóa, được không? Ăn thua người đó. Ăn thua người đó. Rồi tình trường sao em gái? Em có trải qua một mối tình cách đây cũng được gần 4 năm. Lúc đó là quen được bao lâu? Quen gần 3 năm chị. Rồi sao chia tay? 3 năm là cũng dài mà sao chia tay? Tại vì kiểu như là hai người không quen, không chung quan điểm. Với lại người đó không có chí một tiếng. Nên là chia tay trong im lặng. Rồi từ đó đến nay sao không tìm được người khác? Cũng có tìm nhưng mà do không hợp nên là không tiến đến được xa hơn. Còn em sao, tình trường sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ nhất á thì có, nói chung là còn quá nhỏ. Thứ hai là do cái tính nết của người ta nó cũng không có được hợp thì thôi. Còn cái mối tình thứ hai á là quen 6 năm. Thì quen 4 năm đầu thì cũng có chia tay, nhưng mà sau này có quay lại á thì cũng không hợp nhau nữa. Cảm thấy là sống quen 6 năm mà không hợp. Quen 6 năm nhưng 4 năm đầu thì
trong khoảng thời gian nó 6 năm đó thì 4 năm đầu thì có chia tay rồi cũng có quay lại. Thì khi mà quay lại đấy thì cũng cảm giác cũng y như cũ, cũng không có cái gọi là cái niềm hạnh phúc, toàn là ấy nên là thôi. Làm lý do gì không hạnh phúc, không hợp nhau về cái gì? Là cái khía cạnh là từ quan tâm là từ chỉ có một phía thôi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Người đó phải cao hơn em. Cao nhiêu? 1m7. Là giờ muốn người phải cao 1m7 phải không? Không, em cao 1m67. Em cao 1m67, là em cao nhiêu? Dạ, 1m68. À, hơn được chút xíu, được rồi. Rồi, gì nữa? Người đó không hút thuốc, không nhậu nhạc bê tha. Không có phải nhậu nhạc bê tha mà có hút thuốc. Chút đỉnh, về từ từ được làm sao đó cho anh bỏ được mới là cái tài của mình. Anh nhắm anh bỏ được không anh? Bỏ được em. Bỏ được thuốc chứ phải bỏ được em. Nói được làm được, bỏ được thuốc. Đó, gặp thứ dữ rồi đó, chỉnh sửa liền nha, sửa liền nha. Rồi gì nữa, yêu cầu gì nữa? Người đó có chí cầu tiến, biết lo làm ăn, biết cánh trên đường dưới. Em thấy anh cầu tiến lo làm ăn không? Chị là còn nể luôn nãy giờ nữa nè. Vậy thôi đúng không? Khỏe re. Rồi bên đây, muốn tiêu chuẩn tìm người như thế nào? Mẫu người của em nói chung là phải biết quan tâm, lo lắng, hiền lành đó. Đừng có dữ quá. Còn chiều cao thì 1m55 trở lên thôi. Đó, người ta nói người ta cao 1m67 kìa. Quá dư luôn rồi đó. Rồi, đây, kiếm đi, có ảnh trọng đó. Trời ơi, chọn anh có râu đi, tôi gả anh có râu cho. Đưa hình đi coi. Rồi, ba cô gái này chọn cô nào? Chọn anh nào? Lý do sao chọn anh đó? Là trừ anh có râu ra cái chọn anh đó đó hả? Lý do sao chọn anh đó? Linh cảm em là vậy. Sao không chọn hai anh hai bên? Linh cảm thôi chị, linh cảm bảo. Linh cảm. Mình kể tỷ như đúng anh đó thiệt thì có chịu không? Chịu, chị đúng không ạ? À, chị đúng là chịu ha. Rồi, ráng chị đúng đi cưng. Chị cho đúng nha. Đó. Cô nào? Đó là cô này. Sao chọn cô đó? Dạ, theo cái sự linh tính của em. Linh tính. Dạ. Rồi. Thích đeo mắt kiến phải không? Hay sao? Thích cô gái đeo mắt kiến hay sao mà chọn cô đó? Theo cái gọi là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm, để coi hôm nay thần giao có cách trở đôi mứa nha. Cái này tôi nghi đô thần giao cách trở quá cho cách cảm gì nổi. Mời hai bạn nhìn vào cửa trái tim xem hôm nay cái thần giao của cách cảm của mình như thế nào nha. Người ta chọn đúng mình rồi đó. Bây giờ mình chọn sai tính làm sao đây? Dạ. Anh thích người đeo mắt kiến em ơi. Chọn cái cô đeo mắt kiến. Em có đeo mắt kiến rồi sao anh? Cái đó cũng không ăn thua. Cô nào chỉ lại? Dạ là cô này. Đó, người ta đã nói cao 1m67 rồi, phải lựa vô cái cô cao nhất chứ. Rồi giờ sao rồi, có quà có tặng không trời? Tặng em. Rồi tặng qua đó. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỉ. Tặng anh kỷ niệm. Mời hai bạn mở quà đó coi gì nè. Chị Tường tò mò quá coi quà gì vậy cưng. Bên đó khui quà luôn đi. Bà Mai tò mò nhất thế giới mà, trời, cái gì hộp trong hộp nữa vậy? Trong cái đồ này mà mở khóa quá. Bớt bệnh nghề nghiệp đi. Tôi đoán là cái viết hay gì nè. Chị Cát Tường nói đúng rồi đó. Tại sao tặng người ta cái viết? Em hy vọng anh khởi dùng cái viết đó để viết lên trang giấy trang sách này. Em sẽ dùng cái viết này để viết lại những bí quyết mở khóa để sau này em đừng có thất truyền. Đúng rồi. Chỉ có Tường là hiểu nhất. Đây là mỹ phẩm làm đẹp ha. Rồi mời đồ ăn lên ạ. Xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon và rất đặc biệt, trình bày cũng rất đẹp mắt của nhà hàng Maria Sài Gòn. Đó là món tôm càng đúc lò phô mai, mang hương vị rất là thơm ngon, vị béo của phô mai nè, hòa quyện vào thịt tôm càng rất là ngọt, tạo nên một món ăn mang phong cách châu Âu. Chị Tường nhìn là còn chịu không nổi luôn nữa, quá hấp dẫn. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Rồi 5 phút sau chị Tường quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Anh có hay lên mình chuyện chơi không? Hay lên cho nó, nói chung gặp anh em, với lại thứ hai là công việc. Đi công việc ở trên đó. Là công lên. Việc anh hay đi ở bên chỗ nào? Đi Thủ Dầu Một, thành phố mới. Vậy là chưa lên bên khác nào? Nói chung chưa. Đó giờ cũng khách cần đưa đến đâu thì mình đi tới đó thôi. Em làm văn phòng vậy thì em có được nghỉ mấy ngày? Em nghỉ chủ nhật. Là mấy ngày kia vẫn đi làm. Đúng rồi, em vẫn đi làm. Anh dừng đi. Mời anh. Anh nắm tính là có khi nào đập đồ hay là làm gì chưa?
Thường thường nóng tính thì một cái chỗ nào đó gọi là cần cái sự gọi là yên tĩnh á, để mình ngồi cho bớt nóng rồi xong rồi lại thôi. Vậy giữa em, ví dụ giả sử em với anh tranh cãi với nhau thì ai sẽ là người làm lành trước? Tất nhiên là anh rồi. Anh thì nói chung là anh không bao giờ anh muốn hơn thua con gái. Đúng rồi. Anh là người tiếp người lãng mạn hay là sao? Anh nói chung là con người rất là thẳng tính. Hiền có hiền nhưng mà cái gì ra cái đó. Anh có phải là người hay ghen không? Con người hay ghen là anh có ghen. Nhưng mà khi mà biết được cái nguyên nhân của cái lý do đó thì sẽ không như vậy nữa. Ghen kiểu như là không phải là ghen mù quáng mà. Ghen gọi là biết ở cái phương diện là gọi là người ta có đàng hoàng hay không, hay là ở cái mối quan hệ gọi là đang mập mờ. Nếu mà biết người ta bạn bè trai gái là rất là bình thường, gọi là nhìn vào cái cách hành động là mình biết được là người ta có thật lòng hay không. Lúc đó thì anh rất là ghen luôn. Chưa yêu mà lo tính chuyện ghen tuông rồi, thiệt tình luôn á. Ăn tôm chưa? Rồi phải không? Ngon không em? Ngon. Bây giờ đã bàn chủ ghen hả? Sao gì chưa chân vô tới chuyện ghen rồi? Ai ghen, cô này ghen hay bên đây ghen? Em nói chung là không phải cái trường hợp là gọi là biết trong có một cái mối quan hệ gọi là rõ ràng là mình cũng bình thường. Còn cái mối quan hệ mà cứ mập mờ là hay rất quá. Là bực mình. Bây giờ cái điều quan trọng nhất trong hôn nhân đối với em là cái gì? Là phải chung thủy. Chung thủy. Biết quan tâm lo lắng. Gọi là nhận xét là quan tâm là từ hai phía rồi, chứ không phải từ một phía. Nếu bây giờ mà cảm gặp được một đối tượng vừa ý để tìm hiểu nhau thì em mong muốn bao lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân? 6 tháng đến 1 năm. Em thì sao? Em nói chung là ăn thua là ở bạn bên kia thôi. Sao thua? Mình là đàn ông mình phải... Đấy, hợp. Nếu hợp thì cũng 6 tháng đến 1 năm chị. Có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì nhà cửa thì có rồi. Nhà cửa của ai có rồi mạnh miệng vậy? Của ba mẹ hả? Dạ của ba mẹ. Một ba mẹ liên quan gì? Nhưng mà em là con trai một. À, là về làm nên dâu là, phải không? Nên là ở với ba mẹ. Làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Em có ngại làm dâu không? Không chị. Rồi biết nấu nướng gì không? Đủ xài. Đủ xài. Rồi bây giờ sẽ mời ba mẹ của họ nhà trai vô để có đôi lời phát biểu cho cặp đôi ngày hôm nay như thế nào nha. Dạ, mời hai bác vào trong này ạ. Chào con nha. Thế hôm nay nãy giờ cô ngồi cô nhìn hai bạn thì cô có nhận xét gì về cháu gái bên đây không ạ? Thì cháu rất dễ thương đấy. Nhưng mà còn về cách sống rồi giao tiếp với gia đình bên nhà chồng chẳng hạn như vậy thì mong là về cháu thời vui gian, vẻ. Dạ. Rồi hoạt bát với gia đình vậy là tốt rồi. Dạ. Rồi bác trai có ý kiến gì không ạ? Con cái nó chịu thì dạ. Hạnh phúc của nó cũng như là hạnh phúc của bác ạ. Dạ. Rồi, em có muốn nói gì với hai bác không ạ? Rủi lỡ biết đâu sau này mình làm con dâu tương lai sao? Coi như ảnh đến đây cũng là một cái duyên. Sau chương trình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì bây giờ bác đã lên tới đây rồi, bác muốn nhìn mặt con dâu của bác. Thì chỉ mong làm sao mà hai đứa con thành đôi là được rồi. Là tốt rồi. Rồi dạ. Cảm ơn cô chú ạ. À. Rồi cũng để cảm con cô Cát Tường nhiều nha. Dạ để Tường cố gắng Tường tạo cơ hội thêm bơm thêm xíu nữa. Dạ cảm ơn cô chú, chúc sức khỏe cô chú nha. Rồi con. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn thêm những cái cơ hội để tiếp xúc với nhau để mình đó, mỗi người bóc một lá bài nha. Mình đọc những yêu cầu trong này mình thực hiện để mình có thể có cơ hội mình tiếp xúc hoặc tìm hiểu hoặc là gần gũi với nhau hơn. Rồi mời bạn trai. Yêu cầu bạn gái nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Dễ quá mà. Rồi bên nhà gái gì đọc lên luôn đi, lên luôn đi. Yêu cầu bạn nam hãy nắm tay và hát tặng bạn gái. Ủa gì sao hai người bóc giống nhau vậy, thiệt không? Đâu đưa coi. Trời ơi cặp đôi này xứng với nhau quá. Rồi vậy làm một lượt hai bạn ra đây nắm tay nhau mỗi người hát một đoạn song ca cùng nhau. Được không chị? Được, qua đây nắm tay nhau. Có bài nào hát song ca được với nhau không? Anh hát bài nào vậy? Hát bài dạ cũng xứng đôi dữ ha. Đêm định mệnh. Hả? Đêm định mệnh. Nhưng mà chỉ biết chỉ hát được một khúc thôi. Em không biết, này không biết nhạc. Thôi em hát bài nào cũng được. Rồi. Thôi anh hát đi, có gì em nhắc hát cũng được. Rồi, mời hai bạn. Trong cơn say anh nhớ. Anh đến bên em mà. Trong cơn say anh đến bên em. Chốt quá đi. Cho
cho nghe chơi với. Rung quá. Nắm hai tay luôn. Trời, bây giờ nắm một tay rung rồi nắm hai tay luôn cho nó thêm là. Sao em gái? Làm lại chơi. Làm lại đi, làm lại. Trong cơn say anh đến bên em nghe chơi với điên đảo con tim. Ba mẹ cười dưới kìa. Em cũng quên hết rồi chị. Em cũng quên sạch rồi chị ơi. Thôi vậy thôi, giờ hai bạn nắm tay nhau nói gì đó, trao nhau những lời hẹn thề gì đó, những lời ước nguyện hay là cảm xúc gì đó. Nếu mà chúng ta quen nhau quá, em cho anh một cơ hội thì em sẽ cố gắng và làm hết sức mình để anh làm cho em vui vẻ và hạnh phúc. Em với anh đến đây cũng là một cái duyên, nên là hãy cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau ở ngoài. Nếu mà chúng ta được thì đến tới hôn nhân cũng sẽ vui và hạnh phúc. Em cũng hy vọng là anh cũng biết cách cư xử giữa hai bên nội ngoại. Đã ứng trên nhường dưới. Đúng rồi. Hay. Tâm đầu ý hợp quá ha. Hai bên nào cũng biết nghĩ tới gia đình, tốt quá. Rồi về vị trí cho hai bạn. Nãy giờ cũng nhiều thời gian dành cho hai bạn rồi à, ăn uống tâm sự nói chuyện gặp người thân luôn rồi. Có dạ. Va chạm luôn rồi nha. Mời dạ. Hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm nút. Hẹn hò thì bấm mạnh, không đồng ý mình lấy tay ra. Cái nút khi nào nút nó bị liệt không chị? Ừ, biết đâu nó liệt luôn đó. Rồi. Em cũng sẽ biết được chị. Lanh quá à. Bấm hay không là quyền của các bạn. Chứ đây chương trình không có ai ép hết. Chương trình chỉ tạo cơ hội cho mình thôi nha. Dạ. Rồi nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Lành quá ha, nói chuyện cũng nhanh, bấm nút cũng nhanh nữa. Rồi, mời hai bạn qua đây. Bây giờ là nắm tay thật sự. Cái này nắm tay của một cặp đôi, còn hồi nãy là nắm tay do chương trình yêu cầu. Một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Yeah. Hỏi đã thấy rõ mặt mình ha. Bây giờ mình sẽ chủ động chia sẻ về bản thân của mình trước nha. Giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Anh 36 tuổi, sinh năm 1988, là hiện đang làm QC ở Đồng Nai, Biên Hòa. Quê ở Lâm Đồng, quê ở Di Linh, Lâm Đồng. Rồi mình họ tên là gì anh? Anh là Nguyễn Duy Hoàng. Nguyễn Duy Hoàng, dạ rồi. Anh Hoàng á, là mình làm QC về sản phẩm gì? Anh làm về bàn ghế. À, Đồng Nai. Quê Lâm Đồng, là anh làm việc ở Đồng Nai lâu chưa? Anh làm được 5 năm rồi. Dạ rồi. Bây giờ anh Hoàng chia sẻ về bản thân mình trước hay những cái điểm nổi bật về tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Anh thì... nói chung là một người điểm mạnh thì là hòa đồng, còn điểm yếu thì nó hơi cọc tính, trong công việc. Nói chung là hay quên, mau quên. Dạ. Rồi là trước giờ là anh Hoàng đã trải qua mối tình nào chưa hay đã từng lập gia đình gì chưa? Anh chưa nữa. Cũng có yêu một người rồi mà chia tay thì chắc cách đây cũng 4-5 năm. Làm quen bao lâu và lý do làm sao mà mình chia tay anh? Tại vì là quen thì được đâu tầm 8 tháng. Lý do chia tay là người ta thương người khác á. Người ta lấy sau khi bỏ là người ta lấy chồng luôn. Là từ đó tới giờ 4-5 năm là anh không tìm hiểu ai khác hay như thế nào? Cái môi trường ở trong công việc của anh ấy, nó ít bạn gái lắm, ít bạn nữ, với lại anh cũng giờ cũng cái tuổi của anh cũng khó mà quen được ai ấy. Tuổi của anh cũng lớn rồi cho nên là nó hơi khó một chút nhé. Là ở nhà là ba mẹ có hối hay có làm mai này kia trai không? Ba mẹ thì có hối nhưng mà là mai thì không rồi. Tại vì cũng không có quen ai, cũng không có làm mai cho anh, còn hối thì có.
Là anh Hoàng là trước giờ anh cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ gì đó hả? Anh thì nhỏ nhẹ vậy. Là Nói mình chung là thích và thích gái đúng không? thì ừ, anh thích con gái mà. Rồi rồi có thích con trai không? Không, thích gái thôi, Thích bạn gái con thôi. trai thì là bạn bạn bè thôi. Rồi vậy thì là anh Hoàng có những cái tiêu chí yêu cầu gì về mẫu bạn gái mình mong muốn không? Ngoại Có hình, tính cách, tuổi tác. tuổi tác thì cỡ tầm 28 đến 40, 28 đến 36 thôi, không quá anh nhiều quá thì không được. Còn tính cách thì chỉ cần thương anh là được rồi, anh cũng không có đòi hỏi gì cao đâu, chỉ cần một người nào đó thương mình thôi, với lại là không, ý là hiền một chút là được. Hiền lành rồi. Tuổi tác rồi đúng không? Vùng miền cô này ở đâu thì được. Anh muốn là quen một người ở Đồng Nai cho nó dễ gặp nhau đó. Gặp nhau rồi tìm hiểu. Muốn quen ở Đồng Nai luôn. Rồi, ok, tiếp. Là chiều cao chỉ cần tầm 1m45 đổ lại thôi. Cái gì? Là anh cao mét mấy? Cao 1m6. Cao mét 6 cho nên là thích bạn gái là phải thấp hơn mình đó đúng không? Rồi, không thích bạn gái cao hơn, bạn gái thấp hơn. Rồi, ok, còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không anh? Không, anh chỉ cần như vậy là được rồi. Là bạn gái vẫn còn độc thân giống như mình. Hoặc là cũng có thể nếu mà một người nào đó lập gia đình rồi mà ly hôn rồi đó, thì cũng có thể được, nếu mà chấp nhận anh thì cũng có thể được. Có nghĩa là bạn gái ly hôn có con thì vẫn được đúng không? Rồi có vẫn được. Ok, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Chung là không thật lòng hay lừa dối và không chung thủy. Rồi. Anh thì là thích một người nào đó là nói thật nói thẳng, ví dụ như có cái quan điểm nào đó thì mình cứ nói thẳng ra với nhau, chứ không có vòng vo thì anh cũng không thích. Rồi, ok, anh Hoàng có ca hát gì được không anh? Anh biết chơi đàn guitar, còn hát thì không được hay lắm. Là ở nhà mình vẫn có đàn guitar ở nhà đúng không? Có. Rồi, ok. Nếu mà có người phù hợp cũng như là mình được chọn sau cái buổi casting này á, thì chương trình sẽ thông báo cho anh biết nha. Là nếu mà có người hợp với mình thì mình là sẽ gặp nhau ở đâu vậy ạ? Có nghĩa là sau cái buổi cast này, cái này là chỉ là vòng 1 thôi. Nếu mà anh được chọn ở vòng 1 này thì anh sẽ bước vào vòng 2. Vòng 2 ở đây là sẽ có biên tập riêng trao đổi nội dung kỹ hơn với anh. Và khi mà có người phù hợp thì mình sẽ đến cái phần gọi là ghi hình trực tiếp, gặp trực tiếp luôn nha. Nhưng mà anh không muốn, ví dụ anh không muốn lên trên trường truyền hình nhé, anh chỉ Anh không muốn muốn lên truyền hình thì anh sẽ không có bạn gái đâu. gặp offline thôi. Không được anh, cái này là mình đã mong muốn là có bạn gái rồi thì mình phải cố gắng tham gia để mà gặp gỡ bạn gái ha. Ý Là ở là đây là sẽ là chỗ anh Quyền Linh và Ngọc Lan sẽ làm mai mối cho mình nha. sẽ là lên trực tiếp lên truyền hình luôn hả em? Thì mình cứ sẽ đúng rồi, mình sẽ đến ngày ghi hình để mà lên ghi hình chứ anh. Thì nói chung là chương trình sẽ tìm cho anh một cái cô phù hợp nhất và mình sẽ tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò ở trên sân khấu nha. Rồi mà quan trọng là phải có cái cô gái phù hợp đã chứ không phải là có người liền đâu. Nói chung là đã gặp nhau ở trong chương trình là cực kỳ có duyên luôn á nha, thì mình mới mới gặp được cái cô gái ở trong chương trình nữa, nó rất là nhiều bước nữa thì mới tiến tới được cái phần cuối cùng để gặp cái cô mà mình mong muốn nha. Anh cảm ơn chương trình, cảm ơn em nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh.
Mình tên là, họ tên đầy đủ là Nguyễn Đức, 34 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng. Mình nghề nghiệp của mình là nhân viên kỹ thuật, là bên vận hành bên công nghệ thực phẩm. Mình có những thế mạnh như luôn hòa đồng với mọi người, thật thà, có những biết chơi những môn thể thao và biết ca hát, biết nấu ăn và làm việc nhà. Vợ anh sẽ là người đàn ông qua đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man ở điểm yếu là mình nhút nhát là có hút thuốc, hút cũng tần suất cũng ít thôi, thói quen cũng có thể bỏ được. Và mình không khéo léo trong cái giao tiếp với mọi người. Mình có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng chia tay cách đây 7-8 năm rồi. Từ chia tay năm 2018. Thời đó thì mình phát hiện cô ấy là kiểu như bắt cá hai tay. Lúc mình bên cô ấy thì mình có nhìn điện thoại cô ấy thì có một tin nhắn, nhắn tin cái chuyện vợ vợ chồng chồng mình. Xong rồi mình phát hiện được, mình mới yêu cầu cô ấy giải thích cho mình là tại sao như vậy, nhưng cô ấy không giải thích. Thế là mình một thời gian mình chờ đợi để cô ấy giải thích, nhưng cô ấy cũng im lặng. Thế là mình nghĩ là cái cuộc tình này không kéo dài được và mình xin rút lui. Mình nghĩ là mình mới nói là bảo thôi đã thế thì chúng ta kết thúc, để dành thời gian để tìm hiểu cơ hội khác. Còn mối tình thứ hai là mình cũng chia tay cách đây cũng 2 năm rồi, cũng quen năm 2019. Cô ấy là cùng công ty mình, cô ấy là trưởng phòng KCS. Do cái tôn giáo cô ấy thì cô ấy bên đạo, bên mình thì không theo đạo. Trong cái thời gian tìm hiểu á, cũng tán tỉnh nhau thì cũng biết cô ấy có đạo, có theo cái đạo, nhưng mà nghĩ là không đến nỗi là sẽ có kết cục và chia tay. Tại vì mình nghĩ là tình yêu lớn thì những cái rào cản nó cũng không có là vấn đề. Của hai đứa cũng qua lại cũng thời gian cũng thuyết phục bên cả bên bố mẹ của ấy và bên ba mẹ của bên anh, nhưng mà theo quan điểm của nhà anh á, thì phải không cho anh theo đạo. Tại vì nếu mà yêu với người bên đạo á, lúc lấy nhau thì phải học giáo lý á, cũng 6 tháng gì đó là bố mẹ anh không chấp nhận. Mà bên cô ấy thì nhà cô ấy thì đạo nòi, đạo gốc, và ba cô ấy thì cũng làm bên trùm trùm và sứ đạo. Người ta cũng có một cái gọi là cái luật bất thành văn của bên tôn giáo người ta. Thế là mình cũng chủ động chia tay, tại vì cũng có tuổi rồi, hai đứa cũng lớn tuổi, cho nên là phải chia tay để cô ấy tìm cơ hội khác. Và cô ấy cũng lúc chia tay xong là cô ấy cũng nghỉ công ty luôn.
và cũng 1 2 năm nay là mình cũng chưa có quen ai đến giờ. Đúng rồi. Mong muốn của mình là tìm một người bạn gái, tại vì mình gốc Bắc, mình là gốc Thanh Hóa. Nói chung là vô trong này, sinh sống trong này cũng hơn 10 năm rồi. Bây giờ cũng định cư trong này rồi. Cho nên là muốn tìm một người bạn gái là người gốc Bắc, là sinh sống ở Lâm Đồng càng tốt. Đó là cái mong muốn, cái mong muốn. Còn nếu mà chương trình tìm một người phù hợp thì nếu mà ở xa nhưng mà thấy cảm thấy nó hợp nhau thì vẫn có thể. Sài Gòn thì cũng không biết, sợ cô ấy là cũng ngại yêu xa. Anh thì không ngại, tại vì Sài Gòn thì nếu mà xác định quen nhau thì sợ thời gian gặp gỡ ít thì tình cảm nó sợ nó không không được sâu sắc. Cũng tuổi từ tầm 25 tới 32, nói chung là cũng có sắc, cũng tại vì mình lớn tuổi mà tìm một người lớn tuổi thì đến lúc còn thời gian còn phải sinh nở nọ kia nữa. Tầm 30 thì được. Thì nói chung là nghề nghiệp thì ổn định thôi, thu nhập thì tùy. Nói chung là con người siêng năng cần cù, biết cầu tiến. Được. Đúng rồi, đúng. Công nhân vẫn được. Không đâu, chắc gia đình nhà mình không không đồng ý. Tại vì trước đây gần thời gian cũng năm ngoái là mình cũng có gọi là cũng tìm hiểu một cô bé đó, cũng có một đàn đò rồi, nhưng mà cũng có một đứa con, nhưng mà mình có trao đổi với ba ba mẹ mình, nhưng mà cũng người ta cũng thì tất nhiên là mình phần con nói chung là cũng phải hỏi ý kiến ba mẹ. Đúng rồi. Nói chung là cũng cao tầm 1m55, khuôn mặt thì tôi nhìn, ngoại hình thì cân đối rồi, còn màu tóc thì tùy cô ấy. Tầm 1m55, 1m6 rồi. Nói chung là trên dưới 1m55. Anh cao 1m73, 1m74 vậy. Nói chung là bạn gái thì biết nấu ăn, biết chăm lo gia đình, nói chung là đứa con gái tránh. Đúng rồi. Được, tại vì gia đình mình thì có người nhà cũng có công ty, công việc thì không thiếu, cho nên là kẻ cô ấy không có công việc thì mình cũng sẽ nhờ người trong gia đình giúp đỡ, tùy cô ấy có thích hoặc là có phù hợp thôi. Còn không thì nếu cô ấy mà có cái tài buôn bán thì càng tốt, có năng khiếu buôn bán được.
Mình thu nhập thì bình quân một tháng là 12 triệu, 12, 13 triệu. Mình có nhà cửa ổn định cả thôi. Rồi, cảm ơn.